mọi người, lại là Phương Lang Lang Thang đây. Tí này tôi có một chuyến đi bu vào Sài Gòn và bây giờ đúng 16 giờ với một chiếc vali 16 kg đã chuẩn bị khởi hành bay vào Sài Gòn nhá cả nhà ơi. Đối mọi người biết lần này là tôi vô Sài Gòn đi tham gia sự kiện nào nè, gợi ý cho mọi người đem một sự kiện mang số 16 đó nha. Đúng rồi, đây là sự kiện workshop mây tanh của nhà Owen, một workshop kỷ niệm 16 năm hành trình phát triển của thương hiệu Owen tại Việt Nam đó nha. Owen là một thương hiệu quần áo siêu chất lượng mà tôi rất thích và luôn ghé qua mua sắm mỗi khi thiếu đồ, mà nghe 16 năm cũng rất là bất ngờ bởi vì mình mới mua gần đây thôi mà bây giờ đã vì học cá đấy 16 năm rồi cùng Owen rồi. Thì này tôi thấy Owen đang đi theo thông điệp For Free Việt Nam là hành trình mới của nhà Owen về việc phát triển tờ trang bền vững để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường á, cũng rất là xịn đấy nha. Đấy đấy, workshop đã diễn ra tại showroom Owen tại tầng 1 của Aeon Mall Bình Tân nha mọi người. Mọi người cùng mình có chụp hình check in tại photo booth siêu đẹp và khu vực decor cửa hàng nè, decor trông quá đặc biệt luôn, làm theo kiểu food dream như tôi đây nè, thú vị ghê. Rồi rồi, mình làm một tour tham quan store nha. Chua choa, rất đầy đủ đồ cho bạn nam từ quần áo và có đầy đủ các phụ kiện đi kèm nha. Đúng là thương hiệu thời trang yêu thích của tôi lần này ra nhiều mẫu mới, mặc lên thì vẫn cứ là cậu bạn, còn thì vừa như may lo theo số riêng của tôi vậy, quá trời luôn. Ngoài ra, người ta cốt suất lần này cũng có vô số các hoạt động mini game và tất sẽ mang quà về đấy mọi người ạ. Mọi người nhìn tôi này, chơi có xíu mà lại mang quà được về Hà Nội rồi đấy nhá. Tại cốt suất của Owen có rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn nằm đó, có thể thử xếp khoảng 1,6 triệu tôi nhìn trắng 399k tặng ngày voucher 200k ngay khi kết mã QR. Mọi người đừng quên check in ngay tại quầy không gian xanh cực chill của Owen đó nha. Và còn chần chờ gì nữa mà mọi người không mau ghé qua store Owen tại L1 Aeon Mall Bình Tân để được tham gia workshop và được mang những phần quà cực kỳ giá trị hấp dẫn của chương trình về. Và bây giờ thì bye bye mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo của tôi.